Dạ rồi, hello, xin chào mừng tất cả các anh chị đang đến với buổi livestream trực tiếp của Thanh An ngày hôm nay, và chúc cho tất cả các anh chị một buổi chiều tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị nha. Và chào mừng tất cả các anh chị cùng quay trở lại chuỗi livestream 28 ngày mang phép màu đến với cuộc sống của Thanh An các anh chị ha. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ngày hôm nay chúng ta đã sẵn sàng rồi thì chúng ta hãy comment sẵn sàng được không ạ? Và rồi, rất là tuyệt vời các anh chị ha. Và bây giờ thì chúng ta hãy nhanh chóng vào xem livestream, cũng như là chúng ta nhanh chóng tắt tên những người bạn vô cùng là tuyệt vời, cũng như là chia sẻ cái đường lên livestream này các anh chị nha, để thông báo đến mọi người rằng là Thanh An đã livestream rồi các anh chị, được không ạ? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ra một ít phút để mà chia sẻ những cái đường lên livestream này các anh chị ha. Và hôm nay thì Thanh An sẽ chia sẻ đến với các anh chị một cái chủ đề vô cùng là tuyệt vời. Khi mà các anh chị ứng dụng cái chủ đề ngày hôm nay, các anh chị sẽ biết cái cách để mà mình kích hoạt những cái phép màu trong cái công việc, trong cái cuộc sống của mình. Chúng ta cần phải ứng dụng cái điều này trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày các anh chị ha. Rồi, chúng ta cùng nhau chia sẻ đường lên chung đường lên livestream ngày hôm nay đi các anh chị. Và những cái ngày qua thì chúng ta cũng đã đi qua những cái phương pháp cũng như là những cái cách để mà chúng ta có được những cái mối quan hệ hoàn hảo, cái sức khỏe hoàn hảo rồi đúng không các anh chị? Rồi cũng là tiền bạc nhịp màu nam châm, tiền bạc rồi đúng không ạ? Chúng ta đã ứng dụng như các anh chị ơi. Những anh chị nào mà chúng ta lần đầu tiên xem livestream của Thanh An thì các anh chị hãy cứ kiên nhẫn, và mình có thể là inbox trực tiếp cho Thanh An để Thanh An gửi lại cho các anh chị những cái ngày vừa qua, những cái livestream vừa qua, để các anh chị có thể coi lại và chúng ta ứng dụng từng cái khía cạnh một trong cái cuộc sống của chúng ta các anh chị ha. Và anh chị biết được rằng á, khi mà mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình thì sẽ có rất là nhiều những cái phép màu nó diễn ra, nó không chỉ là về tài chính đâu các anh chị, mà nó còn là về mối quan hệ và về sức khỏe nữa của chúng ta nữa các anh chị ha, được không ạ? Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái cách để mà chúng ta kích hoạt cái phép màu để giúp cho chúng ta có được cái kết quả tuyệt vời về kinh doanh, về công việc và về những cái mối quan hệ mong muốn các anh chị nhé, được không ạ? Và những anh chị chúng ta là mong muốn nó diễn ra như thế nào, theo cái cách nào trong trong ngày, thì bây giờ mình sẽ biết cái cách để mà mình kích hoạt nó như thế nào trong một cái ngày làm việc thành công và hiệu quả các anh chị nhé. Làm sao để mà một cái ngày á, làm việc thật là hiệu quả và diễn ra theo ý của mình, đúng không ạ? Rồi, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta rất là mong muốn thì chúng ta hãy comment tôi đi các anh chị. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta mong muốn được rằng á, chúng ta có một cái ngày làm việc từ sáng sớm cho đến chiều tối, là một cái ngày thành công và mọi việc thì diễn ra theo ý của mình mong muốn đó ạ? Rồi, Thanh An xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem livestream cùng với Thanh An ha. Thanh An xin gửi lời chào đến chị Hoài An, xin gửi lời chào đến anh Lê Diện, xin gửi lời chào đến chị Ngọc Diễm, xin chào gửi lời chào đến chị Phương Đông ha. Xin chào tất cả các anh chị, và những anh chị nào đang xem livestream cùng với Thanh An thì các anh chị có thể là cùng comment để mà Thanh An có thể là gửi lời chào trực tiếp đến các anh chị được không ạ? Rồi. Và khi mà bắt đầu một ngày mới các anh chị, trong một cái buổi sáng thì sao? Thì mình cần phải biết là mình cần phải làm cái gì các anh chị, cũng như là cái việc mà mình cần phải có một cái thái độ sống đúng đắn. Đó là mỗi buổi sáng mình hãy thức dậy với một cái trạng thái hân hoan, thức dậy với một cái nguồn năng lượng mà nó chạy rầm rầm trong cái cơ thể của mình các anh chị nhé. Và sao ạ? Mình cần phải tôi luyện cái điều này. Tôi luyện đến một cái level, đó là gì? Đó là mình trở thành một cái thỏi nam châm thu hút tiền. Để làm gì? Để mà mình cảm nhận được á, cảm nhận được cái mặt tiền của mình luôn á các anh chị, đúng không ạ? Và cái điều này thì chúng ta cần có cái thời gian để mà chúng ta tôi luyện các anh chị ha, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ tôi luyện để mình trở thành một cái thỏi nam châm thu hút tiền ngay từ cái buổi sáng đầu ngày các anh chị ha. Và rất là tuyệt vời, đó là gì? Đó là khi mà mình ứng dụng thực hành những cái điều này, thì các anh chị đang tôi luyện chính bản thân mình để trở thành một cái thỏi nam châm thu hút tiền hết các anh chị nhé. Và ở đây thì đều có bí kíp hết các anh chị, ở đây thì đều có bí kíp hết, cho nên là chúng ta hãy ghi chép lại
và chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình các anh chị nhá. Khi mà mình ghi chép lại rồi, mình học rồi thì sao ạ? Mình cần phải luyện những cái điều này nữa các anh chị. Luyện những cái điều này đúng không ạ? Tức là khi mà các anh chị học những cái bí kíp này rồi á, thì để làm sao mà các anh chị để mà ra kết quả của mình thì sao ạ? Thì mình cần phải rèn luyện cái điều này các anh chị. Mình cần phải rèn luyện, mình cần phải ứng dụng. Và nó sẽ tính bằng năm, bằng tháng các anh chị ha, chứ không thể nào mà bằng 1 2 ngày được đúng không ạ? Không thể nào mà ngày 1 ngày 2 được các anh chị ha. Vậy nên á, cái hành động đầu tiên để giúp cho các anh chị đạt được những cái kết quả vô cùng là tuyệt vời. Và nếu như mà những anh chị nào mà thật sự gọi là gì, chúng ta rèn luyện được cái thói quen này này á, thì mình sẽ trở thành một cái thỏi nam châm siêu hút tiền các anh chị nha, siêu hút tiền luôn các anh chị. Và thở ra thở vào các anh chị cũng có tiền luôn. Nó được ví như vậy đó các anh chị đúng không ạ? Rồi và các anh chị ghi chép lại này, cái hành động đầu tiên của chúng ta đó là gì? Đó là mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy á, thì chúng ta cảm nhận được đó là gì. Khi mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn thấy cái trần nhà của mình, mình thấy được rằng mình rất là khỏe mạnh. Rồi sao nữa các anh chị? Rồi cái đó là một cái điều rất là tuyệt vời, mà đó là một cái ân huệ của vũ trụ, đó là một cái phép màu diễn ra với chúng ta mỗi ngày các anh chị. Và ở đây thì tác giả có nói như này thế là các anh chị, đó là gì? Tôi luôn luôn cảm thấy vui vẻ vào thời điểm bắt đầu một ngày mới. Khi thức dậy mỗi buổi sáng, hãy nghĩ về đặc ân khi được sống, được suy nghĩ, được cảm nhận tình yêu. Đấy, tuyệt vời không ạ? Và anh chị biết không ạ, có rất là nhiều người họ đâu có được may mắn như mình đâu. Cho nên là sao cho mình phải trân quý, mình phải trân trọng cái điều này các anh chị ha. Và không có cái lý do nào mà chúng ta lại có những cái điều mà nó không tuyệt vời. Mình thức dậy mình lại nghĩ rằng gì, trời ơi lại phải thức dậy, lại phải đi làm, lại phải thế này, lại phải thế kia, lại phải lo lắng, lại phải suy nghĩ, lại phải lo âu, rồi các anh chị lại tập trung vào những cái điều không tích cực. Các anh chị nhớ nè, cái điều đầu tiên khi mà chúng ta thức dậy á, chúng ta nhìn thấy cái trần nhà á, đó là một cái đặc ân rồi các anh chị. Đặc ân là gì? Là mình vẫn còn khỏe. Đặc ân là mình vẫn đang còn khỏe mạnh, mình đang vẫn đang còn sống và mình đang được cống hiến để mà mình thực hiện những cái ước mơ của mình. Được không các anh chị? Đó là một đặc ân á các anh chị ha. Ân huệ mà vũ trụ ban tặng cho mình đó các anh chị. Đúng không ạ? Và những cái hành động phép màu đầu tiên á. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ứng dụng những cái kiến thức trong ngày số 11 buổi sáng nhịp màu các anh chị ha. Có một số anh chị thì cũng ứng dụng một thời gian nhưng mà chưa thấy tiền về. Mà anh chị phải hiểu ở đây nè, đó là gì? Đó là mình cần phải ứng dụng cho đến khi mà đạt được cái level mà mình cùng chung tần số với những cái mục tiêu của mình thì mình sẽ thu hút về các anh chị ha. Khi mà các anh chị đạt được cái kết quả đó rồi, các anh chị sẽ hiểu được cái lý do tại sao mà các anh chị đạt được cái kết quả các anh chị nhé. Cái thời gian đầu tiên á, khi mà Thanh An ứng dụng cũng chưa có kết quả đâu các anh chị. Mình cũng nói là gì, ủa sao mình cũng thực hành buổi sáng nhuận màu, mình cũng thực hành biết ơn cảm ơn các kiểu, mình cũng gọi là gì, đục tới đâu cảm ơn tới đó, mà tại sao không thấy tiền đâu các anh chị. Là anh chị biết không ạ, nó có lý do hết các anh chị nha, có lý do hết các anh chị. Vậy thì bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta mong muốn trở thành là lúc nào á mình cũng là trở thành một cái thỏi nam châm thu hút tiền thì có thể là cùng comment tôi đi các anh chị. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái hành động vào buổi sáng sớm mà chúng ta sẽ làm cùng với nhau các anh chị ha. Và anh chị nhớ nè, chúng ta hãy làm vì chính bản thân mình đúng không ạ? Chúng ta hãy làm vì chính bản thân mình các anh chị nhé. Đừng làm là bởi vì là trả bài hoặc là sao ạ, hoặc là làm để cho ai đó xem, mà mình á hãy làm vì cái sự thành công và vì cái sự hạnh phúc của mình các anh chị nhắc của mình nha. Và cái điều này nó rất là cực kỳ, nó rất là quan trọng các anh chị. Các anh chị phải hiểu thì các anh chị mới làm, và các anh chị phải hiểu được cái tầm quan trọng của nó. Anh chị phải hiểu được cái tầm quan trọng của nó đối với chính mình thì các anh chị mới làm bằng cả cái ý thức. Các anh chị đầu tiên các anh chị phải làm bằng cả cái ý thức, sau đó rồi các anh chị mới làm bằng cái tiềm thức các anh chị nhé, đúng không ạ? Giống như là cái gì ạ? Giống như cái việc mà các anh chị mới lái xe, có phải là cái thời điểm mà chúng ta mới lái thì có phải là chúng ta hơi gồng không các anh chị? Nhưng mà một thời gian sau chúng ta cứ lái đi lái lại, rồi sao nữa? Lái hoài.
thì một thời gian sau chúng ta quen tay thì chúng ta trở thành tay lá lụa luôn đúng không ạ? Ừ, ngày xưa khi mà mới đi xe ra đường lên xe qua đường thì cứ phải là ngó trái ngó phải, nhưng mà giờ thì sao ạ? Giờ xi nhan rồi cứ băng qua luôn các anh chị, không nhìn trước nhìn sau. Ngày xưa thì sao ạ? Chạy xe thì khép nép lắm, nhưng mà bây giờ chạy xe thì sao ạ? Thì lướt như vậy đúng không các anh chị? Cho nên cái gì nó cũng có một cái giai đoạn là khởi động các anh chị nhé. Và sau này khi mà các anh chị luyện một thời gian thì anh chị không cần phải suy nghĩ nữa, bởi vì nó đã trở thành cái bản năng, cái thói quen của mình, và mình không cần phải gồng nữa các anh chị nhé. Và các anh chị coi, và các anh chị thấy đó giống như là một cái điều hiển nhiên rồi. Giống như là gì? Giống như là đói thì các anh chị để ăn, khát thì các anh chị uống nước, chứ không cần phải suy nghĩ là mình cần phải làm cái gì nữa các anh chị. Và các anh chị sẽ làm nó như là một cái thói quen, và mình sẽ làm rất là thoải mái các anh chị ha, đúng không ạ? Và khi mà các anh chị đạt được cái level là nó trở thành cái thói quen bên trong cái tiềm thức của mình đấy, thì các anh chị sẽ auto thu hút được những cái điều phép màu đến với cuộc sống của mình, đúng không ạ? Cho nên á, sống của mình càng ngày càng đi lên, được không ạ? Nhiều anh chị thì nói lúc thì rất là muốn dậy sớm, nhưng mà lúc thì hứng khởi, lúc thì sao ạ? Lúc thì không có dậy được. Vậy thì sao ạ? Vậy thì chị thấy là cái điều này nó không có ổn đâu. Tiền thì nhiều thì cũng không phải là nhiều, nhưng ít thì nó cũng không phải là ít, nói chung là nó vừa vừa. Nên là sao ạ? Bây giờ cũng không biết là bây giờ phải kiếm thêm nhiều tiền để làm gì nữa. Các anh chị có ai đang có cái suy nghĩ như vậy, hoặc là đang từng có cái suy nghĩ như vậy không các anh chị? Nói chung là không có cái anh chị. Dạ rồi, ok các anh chị ha, cảm ơn tất cả các anh chị đã chờ đợi ha.
À rồi, ok các anh chị. À, có nhiều anh chị thì mình rất là hào hứng khi mà mình bắt đầu một cái ngày mới, bắt đầu một cái ngày làm việc. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số anh chị thì sao ạ? Ngày mới mình không có một cái xíu động lực nào cả. Hoặc là ở đây anh có anh chị nào mà chúng ta đang giàu quá, chúng ta đang nhiều tiền quá và chúng ta cảm thấy là không có nhiều động lực để mà chúng ta kiếm thêm nhiều tiền không các anh chị? Đấy. À, mình cảm thấy là gì? À, mình đủ rồi. Mình cảm thấy là à, mình cũng ok rồi. À, bây giờ mình cũng không có nhu cầu để kiếm nhiều hơn. À, có không ạ? Thì nếu như á, mà chúng ta, anh chị nào mà chúng ta đang nghĩ theo cái hướng đó thì Thanh An chia sẻ với các anh chị một cái hướng để mà chúng ta nghĩ khác đi các anh chị ha. À, đó là gì ạ? À, đó là ngày hôm nay á, cái việc á, mà mình học tập, mình làm việc không phải là vì mình nữa các anh chị ha. À, tức là sao? Tức là khi mà mình đạt được những cái sự thành công nhất định rồi á, các anh chị đã có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc, rất là dư dả. Các anh chị có thể là mua bất kỳ một cái món đồ nào đó mà không cần phải nhìn giá. Các anh chị có thể là sao ạ? Các anh chị có thể là đi ở bất cứ đâu, du lịch ở bất cứ đâu, hoặc là mình cứ thoải mái, mình có một cái tài chính rất là thoải mái. Cái điều này á, có thể là các anh chị rất là dễ dàng với các anh chị đúng không ạ? Nhưng mà tại sao mà cũng có rất là nhiều người thành công trên thế giới á, họ vẫn luôn luôn lựa chọn cái sự phát triển mỗi ngày. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì á là như thế này nè, đó là gì? Đó là bây giờ không phải là vì thành công của chính mình nữa các anh chị, mà cái sự thành công của mình á, bây giờ mình hãy trao, chia sẻ và trao giá trị giúp đỡ cho người khác các anh chị ha. Và đầu tiên là như thế nào ạ? Nếu như mà các anh chị không có lựa chọn cái sự phát triển nữa, thì theo quy luật vũ trụ thì nó sẽ đi xuống vào các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì quy luật của vũ trụ á, trong vũ trụ này chỉ có hai trạng thái thôi. Đó là một là phát triển, hai là lụi tàn các anh chị ha. Đúng ạ. À, nếu như mà mình không phát triển nữa thì mình sẽ lụi tàn các anh chị, chứ không có cái chuyện mà nó dừng lại, không có cái chuyện mà dừng lại hay là đứng yên đâu các anh chị ha. Và nếu như mà có dừng lại á, thì cái kết quả của mình sao ạ? Kết quả của mình nó cũng sẽ không có những cái điều mới, cũng không có những cái điều tuyệt vời hơn để mà mình có thể là truyền cảm hứng cho mọi người nữa các anh chị, đúng không ạ? Và giống như là sao ạ? Ngày hôm nay á, cái sự thành công của mình là sao? Nó không phải chỉ là cho mình nữa các anh chị nha, mà mình hãy giúp đỡ thêm nhiều người khác. Vậy nên bắt đầu một ngày mình không thể nào mà sống hờ hững hững hờ nữa các anh chị, mà lúc nào bên trong của mình nó cũng sẽ tràn ngập cái tình yêu thương, sự hào hứng, sự nhiệt huyết và sự đam mê hết các anh chị. Đấy, được không ạ? Và khi mà mình xây dựng, mình chia sẻ, mình giúp đỡ cho người khác thì cái ngân hàng phước báo của mình nó càng ngày nó càng gia tăng các anh chị ha. Chứ nếu như mà ngày hôm nay chúng ta chỉ có nhận hoài á, thì ngân hàng phước báo của mình nó đâu có phải là nó còn hoài đâu các anh chị, đúng không ạ? Cho nên á, những anh chị nào ở đây á, mà chúng ta cũng có những cái mục tiêu, đó là gì? Ngày hôm nay mình thành công á, không phải chỉ là thành công vì mình đâu các anh chị, mà sao ạ? Mình vì những cái người mà họ đang dõi theo mình, vì những cái người mà họ đang yêu thương mình và đang theo dõi mình các anh chị. Và mình hãy yêu thương bằng hành động các anh chị nhé. Hành động đó là gì? Đó là cái sự phát triển của chính bản thân mình, đúng không ạ? Vậy nên á, sao ạ? Chúng ta có cái lý do để chúng ta thức dậy là gì các anh chị? Bây giờ các anh chị bây giờ khi mà mỗi buổi sáng tới thì chúng ta cần phải biết được cái lý do của mình thức dậy là cái gì các anh chị ha. Đấy, chúng ta hãy tự hỏi xem thử là bây giờ có ai đang chờ mình không? Có ai đang chờ những cái giá trị của mình? Có ai đang chờ mình thành công không các anh chị? Phải hỏi. Mình hỏi thì mình mới có câu trả lời các anh chị ha. Có không ạ? Có ai chờ anh chị không? Có không ạ? Có bố mẹ chờ? Có con cái chờ? Có người thân?
có những người mình yêu thương chờ, có vợ chồng mình chờ các anh chị, đúng không ạ? À, cho nên đó là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ cảm thấy được rằng là gì ạ? Cái trái tim của mình được nghĩ lớn và sống lớn hơn các anh chị nhé. À, chứ mình không còn là nghĩ cho riêng mình nữa các anh chị. Và khi mà các anh chị nghĩ lớn, khi mà các anh chị nghĩ rộng, thì cái quyền năng của vũ trụ sẽ dành tặng cho các anh chị là vô hạn các anh chị nha. À, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta muốn vũ trụ hậu thuẫn cho mình đâu ạ? À, mình mong muốn là gì? Trên cái hành trình mình đi gặp được rất là nhiều những quý nhân. À, đâu ạ? Đấy, vậy thì Thanh An sẽ chỉ cho các anh chị một cái bí kíp mà hôm trước Thanh An đã chia sẻ với các anh chị, đúng không ạ? À, một cái bí kíp trong cái chương ngày hôm trước, ngày hôm số 10 các anh chị. À, cái ngày mà buổi phép thuật dành cho mọi người á. À, nếu như mà các anh chị mong muốn trên cái hành trình mình đi gặp được nhiều những cái sự thuận lợi hay là quý nhân phù trợ thì sao ạ? Thì chúng ta hãy trở thành quý nhân của một ai đó các anh chị nhé. À, chúng ta phải trở thành quý nhân của một ai đó thì chúng ta mới gặp quý nhân, đúng không ạ? À, và anh chị có đồng ý với Thanh An đó là gì ạ? Một người á, mà có được nhiều cái mối quan hệ thì anh chị có thấy là trên cái hành trình mình kinh doanh hay là mình làm ăn á, thì mình sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, đúng không ạ? À, và các anh chị sẽ thấy đó là gì? À, tất cả những cái người thành công á, thì sao? Họ sẽ xây dựng xung quanh là gì ạ? À, rất là nhiều người, rất là nhiều những cái mối quan hệ các anh chị ha. Và càng thành công thì mình càng xây dựng cho xung quanh mình những cái người bạn cùng chung chí hướng các anh chị. À, chúng ta có thể là gì? Xây dựng những cái tư duy tầm nhìn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đi du lịch cùng nhau. À, tuyệt vời hay rất là tuyệt vời các anh chị. Cho nên á, bây giờ á, chúng ta muốn gặp được những cái quý nhân trong cuộc đời của mình, những con người quý nhân trong cuộc đời của mình, thì mình hãy trở thành quý nhân của một ai đó các anh chị nha. À, khi mà các anh chị chia sẻ, các anh chị cống hiến, các anh chị phụng sự, các anh chị giúp đỡ cho người khác thì trên cái hành trình mình đi, các anh chị sẽ gặp được rất là nhiều những người quý nhân đến hỗ trợ cho các anh chị, đúng không ạ? Vậy thì bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta có thể là đồng hành cùng với Thanh An xây dựng cho mình một cái cộng đồng tạo nên cái sự thịnh vượng. À, và mình có thể là xây dựng khắp đất nước Việt Nam này 64 tỉnh thành cũng như là xây dựng khắp năm châu luôn các anh chị. À, thì chúng ta có thể là comment tôi các anh chị nhé. Khi mà mình xây dựng những cái cộng đồng như thế này thì sao, mình đi tới đâu cũng là nhà các anh chị. À, và để làm được cái điều này á thì chúng ta cũng cần phải có những cái hành động các anh chị nhé. À, và đầu tiên thì các anh chị cứ cần phải ra quyết định, ra quyết định và viết xuống giấy các anh chị. Ra quyết định là gì ạ? À, tôi có quy mô nhóm học tập 64 tỉnh thành. À, tôi có quy mô nhóm học tập ở khắp mọi nơi trên thế giới, 200 quốc gia, 90 quốc gia, tùy thuộc vào các anh chị nhé, đúng không ạ? Ừ. Còn cách nào thì các anh chị cứ học những cái quy trình, các bước trong câu lạc bộ, từ từ thì nó mới ra các anh chị ha. À, giống như là sao, mình cứ đi từng bước một thôi các anh chị, đúng không ạ? À, chứ ngày xưa thì sao? À, ngày xưa thì mình cũng phải đi từng bước một thôi, chứ cái thời điểm đầu á, khi mà chúng ta chưa có Zoom á các anh chị, thì mình cũng đâu có biết làm sao để kết nối với các cái tỉnh thành khác đâu, đúng không ạ? Nhưng mà càng ngày công nghệ càng phát triển lên, mình càng ngày càng có những cái điều thuận lợi hơn. Cho nên á, cái việc đầu tiên là các anh chị cứ ra quyết định đi các anh chị. Còn việc còn lại thì chúng ta cứ học tập, chúng ta cứ phát triển và chúng ta cứ phát triển mình lên thì dần dần những cái điều nó sẽ đến hỗ trợ cho các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình một cách rất là dễ dàng các anh chị nhé. Đúng không ạ? Và chúng ta hãy tin tưởng các anh chị. Chúng ta cứ tin tưởng các anh chị ha. Đúng không ạ? Ok không các anh chị? Vậy thì ngày hôm nay những cái bước mà chúng ta hành động phép màu vào buổi sáng á, những cái hành động và một trong những cái yếu tố trên cái hành trình thành công. Trên hành trình thành công á, thì có rất là nhiều những cái yếu tố mà chúng ta cần phải bổ sung các anh chị. Nhưng mà đây cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần rèn luyện mỗi ngày các anh chị ha. Đây không phải là một cái yếu tố duy nhất, mà đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần. Và cũng có rất là nhiều những cái yếu tố cần khác các anh chị nhé. Nhưng mà chúng ta cần phải rèn luyện mỗi ngày, đúng không ạ? Ok không các anh chị?
Và đây là những cái hành động mà chúng ta làm vào buổi sáng các anh chị nhé. Và những cái hành động này nó sẽ hiệu quả gấp bội lần khi mà mỗi buổi sáng các anh chị thức dậy. Và các anh chị sẽ làm trong cái khoảng khung thời gian là từ 3 đến 5 giờ sáng là nó sẽ hiệu quả hơn gấp bội lần các anh chị ha. Đúng không ạ? Có thể là sao ạ? Có thể là 4 tới 5 giờ. 5 giờ đến 6 giờ cũng được. Nhưng mà sao? Nhưng mà các anh chị nên dậy sớm để mà chúng ta làm những cái bước này, đặc biệt là trong cái khoảng khung thời gian từ 3 đến 5 giờ các anh chị ha. Vì anh chị biết sao ạ? Vì cái khung giờ đó, thứ nhất, ít người dậy vào cái khung giờ đó các anh chị. Và cái khung giờ đó thì chỉ là dành cho những cái người mà họ khát khao mạnh mẽ thì họ mới dậy vào cái khung giờ đó thôi. Và trong đó là có những tỷ phú đô la các anh chị ha. Đấy. Và các anh chị biết rằng khi mà mình dậy cái khung giờ đó là mình đang ở cùng với tần số của những tỷ phú đô la không các anh chị? Bởi vì sao? Bởi vì khung giờ đó là những tỷ phú đô la dậy. Và sao ạ? Và khi mà chúng ta dậy ở cái khung giờ đó thì chúng ta đang phát ra cái sóng và họ cũng đang phát ra những cái sóng. Và cái giờ đó là một cái khung giờ mà cái trường năng lượng rất là sạch, rất là tinh khiết các anh chị ha. Chứ bây giờ các anh chị cứ hình dung như thế này nè. Ban ngày khi mà chúng ta đi làm á, thì vũ trụ sao ạ? Thì cái bộ thu phát sóng á, ngoài kia chúng ta đang có một cái bộ thu phát sóng khổng lồ là vũ trụ á, các anh chị. Chúng ta sẽ phát ra những cái điều mà chúng ta nghĩ, phát ra những cái điều mà chúng ta có cảm xúc các anh chị ha. Khi mà các anh chị đã thức dậy cái giờ mà người khác dậy rồi á, thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái tín hiệu được truyền tải từ những cái bộ thu phát sóng của rất là nhiều người. Và có nhiều người thì sao ạ? Truyền lên là gì? Không thành công. Rồi sao mà bất công quá, sao mà thế này thế kia quá. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người truyền tải những cái thông tin hạnh phúc, bình an. Thì giống như là các anh chị cứ hình dung là như những cái đơn hàng đi cùng nhau á, có tắc nghẽn, có kẹt xe không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta phát vào những cái khung giờ đó thì sao? Thì nó lên tới vũ trụ tắc nghẽn và lâu lắm các anh chị ơi. Cho nên thường những anh chị nào mà chúng ta dậy sớm á, thì giống như là gì? Giống như là cái việc mà chúng ta đi 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 đường đèn xanh thông thoáng á các anh chị. Đi thông thoáng thì có phải là đi nhanh không ạ? Các anh chị đi nhanh thì sao? Thì đơn hàng đến với vũ trụ nhanh thì các anh chị sẽ được hồi đáp nhanh chóng. Các anh chị thấy cái khung giờ đó có yên tĩnh không ạ? Rất là yên tĩnh, rất là năng lượng sạch các anh chị ha. Và khi đó thì chúng ta bắt đầu nghiền ngẫm về cái mục tiêu, về cái ước mơ của mình. Tự nhiên mình cảm thấy là mọi thứ bên trong sao ạ? Thấy rất là bình an các anh chị. Còn nếu như mà chúng ta dậy 6 giờ mấy, 7 giờ, cái chúng ta luyến qua, luyến quýnh, rồi chúng ta xách bên này, chúng ta xách bên kia, tay xách nách mang, rồi luyến qua, luyến quýnh các anh chị. Đúng ạ? Cứ cầm lộn cái này, cầm lộn cái kia, quên cái này, quên cái nọ. Rồi cái việc mà chúng ta, cái thái độ mà chúng ta bắt đầu một cái ngày mới như thế nào á, thì nó sẽ tạo nên cái kết quả của ngày đó như vậy các anh chị. Được không anh chị ơi? Đấy, và các anh chị biết không ạ? Cái khung thời gian đó là cái khung thời gian mà những người cùng trường năng lượng, mà sao ạ? Mà những cái người mà đặt những cái đơn hàng vào trong cái khoảng thời gian đó thì sao ạ? Thì họ sẽ thường là sao? Đón nhận những cái đơn hàng mà rất là tuyệt vời, rất là nhanh chóng các anh chị ha. Ví dụ như là trong ở đây chúng ta có, ví dụ như chúng ta có khoảng tầm 100 người, chúng ta cùng thức dậy vào cái khung giờ đó, chúng ta gửi lên những cái đơn hàng đối với vũ trụ thì sao ạ? Gửi lên những cái đơn hàng về thành công, về giàu có, về hạnh phúc, về khỏe mạnh. Và khi mà chúng ta gửi cùng nhau như vậy á, thì những cái đơn hàng của mình nó sẽ đi cùng nhau và nó tạo nên một cái sức mạnh to lớn hơn các anh chị, đúng không ạ? Và chúng ta nên chúng ta nên thức dậy vào cái khung giờ là 3 giờ đến 5 giờ để mà chúng ta có những cái hành động phép màu các anh chị nhé. Vậy nên là chúng ta đã hiểu được là lý do tại sao mà chúng ta nên dậy vào cái khung giờ đó vậy ạ. Để làm gì? Để mà chúng ta gửi đi những cái đơn hàng, gửi đi những cái yêu cầu cho nó nhanh các anh chị ha. Gửi đi những cái mục tiêu cho nó nhanh các anh chị. Và thứ hai là gì? Là cái việc mà các anh chị thức dậy sớm, các anh chị cũng sẽ làm được rất là nhiều việc các anh chị ha. Đúng không ạ? Và anh chị nhớ nè, cái việc đầu tiên khi mà chúng ta vừa mới thức dậy á, khi mà chúng ta mở mắt ra thì đầu tiên á, đó là gì? Đó là chúng ta hãy ôm lấy cái cơ thể của mình các anh chị nhé. Ôm cái cơ thể của mình trước các anh chị nhé.
ôm cơ thể mình trước trước khi mà quay qua ôm chồng ôm con, nực hung các anh chị nhé, đúng không ạ? Đầu tiên á là các anh chị ôm chính bản thân mình đi các anh chị, chứ không thôi các anh chị ôm ôm chồng con mình là các anh chị quên quên chính bản thân mình đó, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nghĩ tới mình và chúng ta mỉm cười. Chúng ta nói với chính bản thân mình cảm thấy biết ơn vì hôm nay mình đã có thêm một ngày được khỏe mạnh, được yêu thương, đúng không ạ? Được cống hiến, được phụng sự các anh chị ha. Và sau đó là chúng ta sẽ nói với chính mình đó là gì? Hôm nay là một cái ngày tuyệt vời. Hôm nay là một cái ngày tràn ngập phép màu và tràn ngập những cái điều kỳ diệu các anh chị ha. Hôm nay tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi là người hạnh phúc, tôi là người khỏe mạnh suốt cả một ngày. Đấy, đúng không ạ? Hôm nay là một ngày bùng nổ về quy mô, hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận, hôm nay là một ngày bùng nổ về tiền. Cả ngày và đêm tôi thành công một cách phi thường. Công việc kinh doanh của tôi càng ngày càng phát triển các anh chị. Quy mô kinh doanh của tôi càng ngày càng mở rộng. Đó. Tài sản của tôi liên tục gia tăng và gia tăng 1.000 lần. Đó, các anh chị hãy ghi ra và các anh chị đọc thuộc những cái câu mà Thanh An vừa đọc cho các anh chị ha. Và các anh chị ghi ra ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu, tôi hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng. Được không ạ? Mục tiêu tháng của mình là bao nhiêu, một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, nhanh chóng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đúng không ạ? Các anh chị vừa ôm cái cơ thể của mình và các anh chị nói nha. Các anh chị có thể nằm, các anh chị có thể ngồi thì tùy các anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà các anh chị nhớ rằng là gì? Các anh chị hãy thực hiện cái quy trình này khi mà buổi sáng mình vừa mới thức dậy các anh chị nhé, đúng không ạ? Và những anh chị nào á mà chúng ta vẫn đang duy trì cái thói quen này này, thì Thanh An sẽ Thanh An khẳng định luôn đó là gì? Đó là sau khi mà các anh chị thực hiện cái điều này, các anh chị sẽ cảm thấy cái cơ thể mình nó luôn luôn được sảng khoái, được tràn đầy năng lượng và cảm thấy một cái sự rất là hạnh phúc. Đúng hay rất đúng các anh chị? Bởi vì chúng ta vừa trao đi những cái ý niệm tốt đẹp vào vũ trụ mà. Và các anh chị nhớ này, là chúng ta cần phải làm đều đặn cái điều này mỗi ngày. Như là gì ạ? Như là cái việc mà nấu ra là ăn á, như cái việc mà ăn uống á các anh chị. Như cái việc là khác là uống nước á ha. Chúng ta hãy luyện tập cho mình cái thói quen này các anh chị nhé. Và những cái ngày nào mà các anh chị muốn chúng ta về tiền, chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui vẻ tràn ngập những cái điều tuyệt vời, thì sáng sớm các anh chị cần phải cho não của mình ăn trước các anh chị nhé. Sáng sớm chúng ta phải cho cái tâm trí của mình ăn trước, được không ạ? Được không anh chị ơi? Những anh chị nào mà chúng ta nắm được thì chúng ta comment tôi đi các anh chị. Và anh chị nhớ này, trước khi mà chúng ta bước xuống giường, từ từ nè các anh chị, chúng ta ôm lấy cái cơ thể của mình đã trước đã các anh chị nhé. Chúng ta ôm lấy cái cơ thể của mình, và chúng ta tuyên bố, chúng ta nói với những lời yêu thương, chúng ta nói những cái điều mà mình mong muốn các anh chị, đúng không ạ? Và cái lúc này thì đó là cái lúc mà tiềm thức của mình á, đang hoạt động cao nhất các anh chị ha. Thì khi mà các anh chị gửi những cái ý niệm tốt đẹp này, gửi những cái điều này này, thì sao ạ? Thì vào tầng tiềm thức nó sẽ được tiếp nhận luôn các anh chị ha, đúng không ạ? Đó là cái hành động thứ nhất các anh chị nha. Rất là quan trọng, được không? Các anh chị nhớ ghi lại và chúng ta ghi lại những cái câu tuyên bố phép màu để mà chúng ta ứng dụng ngay ngay trong buổi sáng ngày mai các anh chị nha, đúng không ạ? Và cái thói quen thứ hai rất là quan trọng, làm sao mà để những cái điều mà các anh chị nói nó trở thành một cái kết quả vi diệu, và phát huy tác dụng tối đa đây các anh chị. Thì cái bí kíp số 2 rất là quan trọng, đó là gì ạ? Đó là mình sẽ nói lời cảm ơn các anh chị nhé. Mình sẽ nói lời cảm ơn, đúng không ạ? Nói lời cảm ơn. Đấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nói lời cảm ơn với bất kỳ cái điều gì mà các anh chị chạm vào, với bất kỳ một cái điều gì các anh chị sờ vào hay là các anh chị đặt chân xuống. Các anh chị ôm chính bản thân mình xong, mình sẽ nói những cái lời tốt đẹp với chính bản thân mình, với những cái điều mà mình mong muốn các anh chị nhé, đúng không ạ? Xong rồi khi mà các anh chị bước xuống giường thì các anh chị bước xuống giường chân nào cũng được các anh chị, chân trái chân phải đều được được các anh chị ha. Hãy nói lời biết ơn đối với đôi chân. Vì sao? Vì mình đang còn rất là may mắn mình có một cái đôi chân đưa mình đi khắp thế gian, đúng không ạ? Biết ơn vì đôi chân luôn đồng hành với mình, đúng không ạ? Mình cảm thấy rất là may mắn và biết ơn vì sao? Vì có rất là nhiều người họ không có đó. Rồi từ cái lúc mà các anh chị từ cái chỗ mà các anh chị bước xuống giường,
cho đến khi cái chỗ mà các anh chị đi vào, các anh chị đi đánh răng, rửa mặt, các anh chị thấy cái gì, các anh chị chạm vào cái gì, các anh chị hãy nói lời cảm ơn và biết ơn ha. Nếu như mà chúng ta nhìn gương thì chúng ta biết ơn ai ạ? Nhìn gương thì chúng ta nhìn mình và mỉm cười các anh chị nha. Biết ơn bản thân mình, xinh đẹp, thành công, giàu có các anh chị. Đúng không ạ? Đấy, biết ơn nhìn thấy cái nụ cười tươi thì biết ơn cái hàm răng của mình. Hàm răng của mình đều, chứ nhiều người họ đâu có răng đâu các anh chị. Đúng không ạ? Mình đang còn cái hàm răng dính trên hàm của mình rất là tuyệt vời rồi. Đúng không ạ? Rồi sao nữa? Rồi khi mà chúng ta rửa mặt thì chúng ta biết ơn, rửa tới đâu thì biết ơn tới đó các anh chị ha. Biết ơn tới cái làn da của mình. Làn da trắng sáng mịn như da em bé, đúng không các anh chị? Ánh mắt sáng khỏe, rồi đôi môi hồng hào, nói những lời hay ý đẹp, tóc thì dài mượt đen óng đó. Tức là sao? Tức là chúng ta hãy nói những cái lời biết ơn khi mà chúng ta nhìn vào, khi mà chúng ta chạm vào, đúng không ạ? Mặt nè, khuôn mặt nè, răng nè, môi nè, tóc tai nè, rồi sao? Rồi cái ly, cái bàn chải đánh răng. Và cái lúc đó là chúng ta đang rèn luyện cái năng lực cũng như là chúng ta đang rèn luyện cái khả năng tập trung các anh chị nhá. Chứ nhiều á, nhiều lúc mình thường là hay như thế này nè, lúc mình thường là làm cái việc này mình nhớ cái việc kia, và đó là một cái thói quen tạo cho mình, đó là gì? Đó là thói quen không tập trung các anh chị. Nếu như mà chúng ta biết ơn với tất cả những cái gì mà chúng ta đụng vào, chúng ta chạm vào, chúng ta sờ vào á, nó đang rèn luyện cho chúng ta cái khả năng tập trung của mình đó các anh chị. Biết ơn dòng nước nè. Có nhiều người, có nhiều quốc gia trên thế giới đâu có nước đâu các anh chị. Chúng ta đang có một cái nguồn nước tuyệt vời để giúp cho mình rửa mặt nè, tắm rửa nè, ăn uống nè, sinh hoạt nè. Mình cần phải biết ơn các anh chị ha. Được không ạ? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta nắm được cái bước số 2 này rồi thì có thể là cùng comment phím số 2 được không ạ? Và có rất là nhiều điều để mà chúng ta trân quý các anh chị. Chúng ta có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp để mà chúng ta trân quý, chúng ta trân trọng, chúng ta biết ơn các anh chị ha. Chứ mình đừng có tập trung là gì, trời ơi chị đang thiếu cái này, chị đang thiếu cái kia. Không, các anh chị đang có rất là nhiều những cái phúc lành trong cuộc sống và đang hiện diện với các anh chị đó, đúng không ạ? Cho nên mình cần phải thay đổi cái sự tập trung của mình các anh chị nha. Và khi mà các anh chị biết đến môi trường câu lạc bộ thì Thanh An biết được rằng các anh chị cũng đang có rất là nhiều những cái vấn đề, cũng đang có những cái nhiều cái sự khó khăn của mình. Các anh chị cũng cần có những cái lời khuyên, hay là các anh chị cũng cần có những cái cách để mà các anh chị vượt qua. Nhưng mà mặc dù bây giờ các anh chị chưa biết được cái cách vượt qua như thế nào, nhưng mà anh chị thấy rằng là gì ạ? Từ cái ngày mà mình vào môi trường câu lạc bộ thì mình thấy được rằng những cái vấn đề mà mình gặp đó, nó nhỏ hơn rất là nhiều rồi. Và mình bắt đầu là sao ạ? Phóng cái tầm nhìn của mình ra. Trời ơi, mình đang có quá là nhiều những cái sự may mắn luôn, đúng không ạ? Và có một cái câu chuyện như thế này nè các anh chị. Thì có một chị trong liên minh gia tộc của mình ha. Chị ấy thì có một cái vấn đề, đó là gì? Chị bị một cái người rất là thân thiết đối với chị á, và không có tốt, và làm cho chị ấy rất là hậm hực các anh chị. Và sao ạ? Và cái chị ấy á, là lúc nào cũng chỉ tập trung là sao? Làm sao để lấy được cái số tiền đó về. Bây giờ chị chỉ cần lấy cái số tiền đó về thôi. Bây giờ chị lấy được cái số tiền đó, chị sẽ về, chị an cư lập nghiệp, rồi chị sẽ không có mơ ước cao sang gì hơn nữa. Nhưng mà anh chị biết sao ạ? Sau một tháng chị ấy học tập cùng với Liên minh gia tộc á, thì chị cũng bắt đầu là chị nói rằng là gì, sau một tháng học tập chị thấy là bình an rồi, chị thấy là buông bỏ rồi. Bây giờ chị thấy cái số tiền đó chị không có áp lực nữa. Và chị nói rằng là gì, cái số tiền đó bây giờ chị tập trung vào cái việc là chị gia tăng dòng tiền. Và chị bắt đầu là chị cảm thấy thương cho cái người kia, bởi vì cái người kia bây giờ là do họ đang làm ăn không tốt các anh chị. Do làm ăn không tốt cho nên là bây giờ không có ở địa phương đi làm, mà còn phải đi làm xa, đi làm những cái nơi rất là xa xôi rồi, rồi sao ạ, để đi làm kiếm tiền trả lại cho người ta. Và còn rất là nhiều người thì người ta suốt ngày phải nhắn tin gọi điện, gây áp lực về tinh thần. Và sao ạ?
Và khi mà chị ấy học tập cùng với câu lạc bộ, cùng học tập cùng với liên minh, thì chị bắt đầu là phóng ra cái tầm nhìn của mình, bắt đầu có tình yêu thương hơn ha. À, đó, và chị ấy tuy rằng cái số tiền của chị ấy là 400 triệu đó các anh chị, nhưng mà chị ấy cũng đã bắt đầu mở rộng cho mình một cái tầm nhìn hơn rồi, biết yêu thương hơn rồi các anh chị. À, rồi từ từ cái vấn đề của mình nó sẽ được giải quyết các anh chị ha. À, và nếu như mà ai cũng có được cái góc nhìn cũng như là ai mà cũng có được cái tình yêu thương như vậy á, à, thì chắc chắn là sẽ có được cái sự thành công rồi các anh chị. À, và chị ấy cũng có chia sẻ một cái câu rất là hay như thế này nè các anh chị. Đó là gì? À, em ơi chị cảm thấy rất là may. Bởi vì sao? Bởi vì là 400 triệu chứ không phải là 4 tỷ. Đúng không ạ? À, bởi vì sao? Bởi vì cái tiền 400 triệu đó nó cũng không phải là cái tiền lãi, à, cũng không phải là cái tiền chị đi mượn. À, mà đó là cái số tiền của chị. Nếu như mà bây giờ chị mà cái số tiền đó mà là tiền đi mượn, tiền đó mà tiền tính lãi, chắc bây giờ chị áp lực lắm. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái uy tín của mình ra. À, mình mà mượn bây giờ làm không ra sao trả các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên thôi bây giờ đó là bài học rồi, để chị học tập chị phát triển lên. À, tuyệt vời không các anh chị? À, đó là cái kết quả sau một tháng chị học tập đó. Đó, còn một tháng trước á, trời ơi chị ấy than lắm cơ, than lắm. À, rồi gọi là gì, cái sức khỏe thì đang hồi phục á. À, và anh chị biết không ạ, cái tất cả những cái điều mà làm cho mình đang không được khỏe bên trong tâm trí á, à, thì sao ạ, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái bên ngoài của chúng ta các anh chị ha. Bởi vì bản chất chúng ta sinh ra rất là lành lặn ha. Đấy, à, cho nên là sao ạ? À, cho nên là khi mà bất cứ một cái điều gì đến á, chúng ta hãy học cái cách để mà chúng ta biết ơn các anh chị nhé. À, chúng ta biết ơn để có những cái khác đi các anh chị. À, và chúng ta hãy học cái cách là chúng ta làm sao á, mà tất cả mọi thứ đối với mình đều là biết ơn các anh chị ha. À, và cho dù á, trong cuộc sống này nó có như thế nào đi chăng nữa, khi mà các anh chị chỉ cần thay đổi được cái thái độ của mình thôi, thì cái kết quả của mình nó sẽ khác đi các anh chị nhé, được không ạ? À, và cái câu chuyện của chị ấy á, thì khi mà chị được nghe, được chia sẻ, được phân tích á, khi mà chị tham gia vào cái môi trường câu lạc bộ, tham gia vào môi trường của nhóm học tập, chị ấy bắt đầu học tập, chị ấy bắt đầu thay đổi, thay đổi được cái góc nhìn, và đó chỉ là một tháng, mới có một tháng thôi các anh chị. À, vậy nên là sao? Vậy nên là chúng ta cần phải thay đổi để mà chúng ta thấy được những cái điều tuyệt vời hơn các anh chị ha. À, chứ không phải là mình cứ sống cá nhân mình rồi mình thấy cái vấn đề nó to lắm các anh chị. À, được không ạ? Các anh chị thấy cái vấn đề nó to rồi, các anh chị không có học, các anh chị không có phát triển, thì mình là cái người thiệt thôi các anh chị, được không ạ? À, các anh chị phải nhớ nè, cuộc sống của các anh chị sẽ không bao giờ tốt lên nếu như mà các anh chị không thay đổi cái sự hiểu biết của mình các anh chị nhá, được không ạ? Đấy, các anh chị sẽ không thay đổi được cái kết quả nếu như mà các anh chị không thay đổi được những cái điều gì mà chứa bên trong cái tâm trí của các anh chị ha. Đó, cho nên là các anh chị ghi lại đi. À, đó là gì? Đó là cuộc sống của mình sẽ không tốt lên nếu như mà mình ngày hôm nay mình không tiến lên, mình không thay đổi những cái điều bên trong tâm trí của mình, và mình không thay đổi những cái suy nghĩ của mình, thì sao ạ? Thì nó không có cái điều gì xảy ra đâu các anh chị. À, con mình là con tất cả mà. À, con chân con tay, à, lành lặn quá trời, con bộ não của mình này là mình còn hết các anh chị. Còn bây giờ nếu như mà mình cứ ngồi, mình cứ rầu rĩ, rồi mình cứ không biết là sao, không biết là về đâu, không biết là được không, không biết là như thế này như thế kia, các anh chị cứ ngồi buồn rầu bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày, nó có giải quyết được không các anh chị? Có giải quyết được chưa? Nếu như mà các anh chị có hướng giải quyết, thì chắc là bây giờ không phải đi tìm đường đâu. Các anh chị không đi, không giải quyết được trước giờ nên là các anh chị bây giờ mới, các anh chị mới đi tìm đường, đúng không ạ? Vậy thôi mình để những cái điều đó sang một bên đi. Và nếu như mà các anh chị đang gặp những cái vấn đề á thì sao ạ? Thì thứ nhất, những cái vấn đề mà các anh chị chưa xử lý được á thì sao ạ? Thì mình hãy chọn kết quả đi các anh chị, đừng tập trung vào cái vấn đề nữa các anh chị nhé. Hãy chọn cái thứ mà mình muốn, và cái thứ hai đó là gì? Đó là mình hãy biết ơn đi các anh chị. Các anh chị hãy ngồi viết xuống ít nhất 10 điều biết ơn về cái sự việc đó, được không ạ? Và sau đó thì sao? Sau đó chúng ta hãy phó thác nó cho tiềm thức đi các anh chị. Chứ bây giờ các anh chị có biết cái cách nào đâu mà làm, đúng không ạ? Đúng không anh chị ơi?
Cho nên á, khi mà chúng ta gặp vấn đề là chúng ta hãy chọn cái kết quả ngay các anh chị, chọn kết quả ngay. À, và cái thứ hai các anh chị cần phải hiểu đó là gì, đó là những cái vấn đề mà đang đến với cuộc đời của các anh chị là do anh chị thu hút nó đến, cho nên là mình cần phải chịu trách nhiệm. À, chịu trách nhiệm đi các anh chị, là do cái suy nghĩ, do cái niềm tin của mình á, thu hút nó đến đó. À, cho nên là mình hãy chịu cái trách nhiệm đi các anh chị nha, được không ạ? Và cái thứ ba đó là gì, đó là mình hãy viết những điều biết ơn đi các anh chị. À, hãy biết ơn về những cái điều đó các anh chị nha. À, và sau đó thì mình sẽ là cầu nguyện mỗi ngày để làm gì, để tiềm thức vào vũ trụ cho mình cái câu trả lời và dẫn dắt mình trong một cái trật tự linh thiêng và giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình các anh chị nhé. Ok không các anh chị? À, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta nắm được cái điều này thì có thể là cùng comment tôi được không ạ? Đấy, bây giờ các anh chị cứ gửi những cái điều mà mình mong muốn á, vào trong tiềm thức ấy. Và mình chọn kết quả các anh chị. À, mình chọn kết quả, à, và mình sẽ chọn, à, và tiềm thức sẽ đưa cho mình những cái sự, à, gọi là gì, à, sắp xếp trong trật tự linh thiêng các anh chị ha. À, và các anh chị biết không ạ, nếu như mà một ngày mà chúng ta mở mắt ra mà chúng ta không thấy có những cái điều gì tuyệt vời á trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này á, thì sao ạ? Thì đó là một cái ngày hết sức là tồi tệ á các anh chị. Mình thấy là gì, không có cái lý do để mà thức dậy thì đó là cái điều mà kinh khủng nhất á các anh chị ha, chứ không phải là cái việc mà ngày hôm nay các anh chị chưa dương tiền đâu, đúng không các anh chị? À, không phải là cái việc mà ngày hôm nay các anh chị chưa dương tiền, chưa thành công đâu, mà mình sao ạ? À, mà mình chưa biết được rằng mình có cái giá trị gì trong cuộc đời. À, thì đó là cái việc mà đau khổ nhất luôn các anh chị. À, chứ không phải là không có tiền đâu. Bởi vì sao? Bởi vì tiền từ ai ra các anh chị? Tiền từ đâu ra? À, tiền từ mình mặt ra mà. À, mình tạo ra nó mà. Đấy. Chứ bây giờ mình mà như vậy, mỗi ngày trôi qua nó đều không có tuyệt vời, à, mà nó thảm hại là các anh chị biết rồi đó. À, mình mà thấy nó thảm hại, một ngày mới mà nó thảm hại thì các anh chị cũng biết là sao ạ? À, tiền đến với mình, à, nó không có đến đâu các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì tiền nó đến từ mình mà. À, cho nên là sao? Cho nên là chúng ta hãy rèn luyện cho mình cái thói quen số 2. Thói quen số 2 là biết ơn trong từng cái hành động, trong từng cái cử chỉ các anh chị nhé. À, và khi mà các anh chị rèn luyện cái điều này trong từng cái thói quen, trong từng cái cử chỉ, à, và trong từng cái tế bào và trong cái ý thức của mình đó các anh chị. Ừ, chúng ta tập trung, chúng ta tỉnh thức làm sao ạ? Tập trung tại cái thời điểm hiện tại và chúng ta biết được rằng mình đang làm cái gì á, à, thì cái sức mạnh của nó sẽ được tăng lên các anh chị ha. Đúng không ạ? À, và các anh chị cũng phải quan sát, à, xem thử cái cảm xúc của mình như thế nào. À, trong mỗi ngày trôi qua, à, mình quan sát bản thân mình để mà mình biết là hôm nay mình có về tiền hay không các anh chị. À, các anh chị quan sát cảm xúc của mình là mình biết là có về tiền hay không ạ. À? À, ok không các anh chị ơi? À, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị nắm được cái hành động số 2 này thì có thể là cùng comment tôi đi các anh chị. Được không ạ? Đó là cái hành động số 2 các anh chị nhé. Và cái hành động số 3 các anh chị. Hành động số 3 của chúng ta đó là gì? Đó là chúng ta sẽ vào dung sáng các anh chị nhé. À, cái giá trị của, thứ nhất của chúng ta khi mà vào dung sáng đó là gì? Đó là các anh chị được làm cái quy trình buổi sáng, à, cùng với các anh chị trong nhóm. À, đầu tiên là cái quy trình của tỷ phú Anthony Robbins đúng không ạ? À, đó là gì? Đó là chúng ta hãy viết biết ơn và chúng ta cảm ơn, à, những cái mục tiêu trong ngày hôm nay nè. À, rồi sau đó là sao? Mình sẽ kích neo, mình sẽ nạp, à, mình sẽ, à, tiếp nạp những cái năng lượng của vũ trụ, à, làm sao mà giúp cho các anh chị, à, kích hoạt được và thu hút được những cái nguồn lực giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu trong ngày hôm nay các anh chị ha. À, và có cái quy trình này rất là hay các anh chị, rất là tuyệt vời, đó là gì, nhiều anh chị ứng dụng cái quy trình buổi sáng này, có nhiều người họ khỏe mạnh luôn các anh chị, đúng không ạ? À, và trong cái thời khắc mà buổi sáng á, thì các anh chị cũng kích neo. Đó là gì? Đó là các anh chị cũng sẽ neo, những cái mục tiêu của mình, mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng, hoặc là những cái mục tiêu mà các anh chị cần có ngay bây giờ.
Và các anh chị lựa chọn ba cái mục tiêu đi các anh chị. Chúng ta lựa chọn ba cái mục tiêu để mà chúng ta đưa vào các anh chị ha. Anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Riêng cái zoom sáng thôi, các anh chị cũng đã có được rất là nhiều những cái quy trình và để mà thu hút năng lượng từ từ vũ trụ rồi các anh chị. Tuyệt vời không ạ? Và anh chị biết không ạ? Năng lượng thì bằng ngân lượng các anh chị nha. Nếu như mà cái năng lượng của chúng ta nó cứ lên lên xuống xuống thì cái ngân lượng của chúng ta, tiền của chúng ta nó cũng lên lên xuống xuống thôi các anh chị. Và thậm chí là sao? Thậm chí là nhiều lúc nó xuống không phanh luôn các anh chị ha. Cho nên là sao? Cho nên là chúng ta hãy chăm chỉ vào dung sáng các anh chị nhé, để kích hoạt, để mà nuôi dưỡng. Chứ không phải là cái việc mà chúng ta thấy là chúng ta đã vào những cái buổi dung kia rồi thì chúng ta sẽ không vào những cái buổi dung sáng, những cái buổi dung quy trình nữa các anh chị. Các anh chị phải hiểu nè, không có cái điều gì là ngẫu nhiên hết các anh chị nhé. Đấy. Tất cả đều là thuộc về các cái quy luật của vũ trụ. Thì ở trong vũ trụ chỉ có hai trạng thái thôi, một là phát triển, hai là lụi tàn. Cho nên nếu như mà các anh chị không nuôi dưỡng thì nó sẽ lụi tàn thôi, được không ạ? Và nếu như mà các anh chị muốn nuôi dưỡng thì các anh chị cần phải có môi trường, các anh chị cần phải có người dẫn đường. Chứ còn nếu như mà bây giờ một mình á thì làm sao mà chúng ta có thể là chống chọi được, gọi là gì, với những cái thông tin không tích cực ngoài kia, với những con người không tích cực, với rất là nhiều những cái từ báo đài, hoặc là với rất là nhiều gọi là gì, những cái thông tin không có ok, không có tích cực ngoài kia các anh chị, đúng không ạ? Ở đây các anh chị có môi trường câu lạc bộ đồng hành với các anh chị, cảm xúc của các anh chị còn lên xuống lên xuống lên xuống, huống hồ gì các anh chị không có môi trường câu lạc bộ thì các anh chị sao, càng thả trôi luôn, lạc trôi luôn, đúng không ạ? Đúng hay rất đúng các anh chị. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta thấy như vậy ạ? May mà vào môi trường câu lạc bộ được kéo lên, chứ ở ngoài kia các anh chị cứ thấy là mình dập dìu lên xuống hoài luôn, đúng không ạ? Và cái giá trị tiếp theo khi mà chúng ta nhận được khi mà vào dung sáng đó là gì? Đó là chúng ta được nghe cái sự phân tích, cái sự chia sẻ từ vị chủ tịch vô cùng là đáng kính của chúng ta, sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kiến thức vô cùng là tuyệt vời. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có nhiều anh chị lạ lắm, đó là gì? Dung sáng không vô bởi vì chị đi tập thể dục, nâng tạ, tập yoga, hít đất. Đấy, hỏi sao vậy? Kêu là chị cần có sức khỏe em ơi. Chị cứ bị sợ stress, chị cứ bị suy nhược nên là cái cơ thể của chị nó không khỏe. Dạ vâng, sức khỏe có nhưng mà không có tiền. Không có tiền thì lại tiếp tục stress. Mà stress là ở đâu ra? Là do áp lực về tiền, đúng không ạ? Rồi các anh chị không, các anh chị lựa chọn cái việc mà đi tập thể dục, nhưng mà không vào dung sáng, không tham gia phát triển tư duy, không gia tăng cái về cái cách mà mình phát triển cái dòng tiền của mình lên thì sao ạ? Thì tiền nó không về, tiền không về thì lại áp lực lại stress, stress lại không vui, lại không vui thì lại sao, lại càng không khỏe, không khỏe lại đi tập thể dục. Mà tập thể dục thì sao ạ? Mà tập thể dục thì lại không học, không học thì không gia tăng kiến thức, không gia tăng kiến thức thì không gia tăng dòng tiền, không gia tăng dòng tiền thì lại sao ạ? Lại áp lực, lại stress. Và các anh chị cứ thấy cái vòng xoáy nó cứ lặp đi lặp lại đều như vậy không các anh chị? Vậy thì cái nút thắt ở đâu ạ? Nút thắt nó đến từ cái việc đó là gì? Mình không có kiến thức về tài chính, kiến thức tư duy về tài chính các anh chị. Vậy mà không chịu vô đúng không ạ? Cứ thích là tập nâng tạ, cứ thích là body đẹp này kia, nhưng cuối cùng lại không có tiền. Đúng hay rất đúng anh chị? Chúng ta phải hiểu rõ được cái nguyên nhân mà dẫn tới cái tình trạng khánh kiệt hiện tại của chúng ta là gì. Chúng ta phải trám nó lại và chúng ta cần phải biết ưu tiên các anh chị nhé. Chúng ta phải lựa chọn đó là gì ạ? Chúng ta lựa chọn sức khỏe, chúng ta lựa chọn tình yêu và chúng ta cũng lựa chọn tiền luôn các anh chị, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải biết được là cái gì chúng ta dành cho nó nhiều. Ví dụ như là sao? Có một số anh chị thì đi chạy bộ chẳng hạn, đi chạy bộ thì cắm tai nghe nghe, nghe xong nhưng mà không có ghi chép, không có ghi chép đâu có nhớ các chị, không nhớ sao ứng dụng đây, đúng không ạ? Không có nhớ thì làm sao mà ứng dụng, hoặc là ứng dụng thì nó ra không có đúng cái kết quả. Rồi thì lại la làng lên, nói là gì? Học câu lạc bộ không có kết quả gì hết trơn, đúng không? Đấy.
À, nhiều anh chị cứ nói là em ơi chị chưa có kết quả gì cả. Thế khi hỏi ra là à, chị đã ứng dụng được cái gì rồi, à, kêu là chị bận lắm, à, chị vô dung, chị không nghe, chị không có ghi chép được. À, thanh an chỉ cần nghe tới cái câu đó gọi là gì, à, chưa biết là ứng dụng là sao nhưng mà không ghi chép được là sao ạ? À, không ghi chép được thì không đạt mục tiêu là đúng rồi các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì mình có dành tình yêu cho nó đâu, mình đâu có dành cái ý nghĩa đặc biệt gì cho nó đâu các anh chị. À, mình đâu có dành cho nó cái sự quan trọng đâu mà có, đúng không ạ? Đấy, không ghi sao nhớ các chị, không ghi sao nhớ mà ứng dụng đây các anh chị ơi, đúng không ạ? Các anh chị nhớ nha, chúng ta phải học để mà làm gì, để mà chúng ta học, chúng ta ghi chép lại, chúng ta ghi chép lại và chúng ta ngẫm nghĩ xem thử là mình đã ứng dụng được bao nhiêu rồi. Và anh chị nhớ này, nơi nào có cái sự tập trung thì nơi đó có kết quả các anh chị nha. Tâm ở đâu thì sự nghiệp ở đó, tâm ở đâu thì cái kết quả ở đó các anh chị. Ở đâu có cái sự tập trung thì ở đó có cái kết quả các anh chị nha. À, ok các anh chị, có thể là một ngày các anh chị dành ra 30 phút, các anh chị dành ra 1 tiếng các anh chị đi tập. À, còn lại cái thời gian buổi sáng mình nên vào Zoom đi các anh chị. À, mình sắp xếp cái thời gian đó vào Zoom để học tập phát triển kiến thức thì các anh chị, đúng không ạ? À, để làm gì? Để mà mình thay đổi cái mục tiêu của mình làm cho cái tâm trí của mình được nuôi dưỡng về những cái điều mà mình mong muốn các anh chị nhé. Gia tăng cái kiến thức về tiền, gia tăng những cái kiến thức về cái sự thành công và giàu có nè, đúng không ạ? Suy nghĩ cũ tạo ra hành động cũ, hành động cũ tạo ra cái kết quả cũ. À, các anh chị tập thể dục bao nhiêu năm nay rồi, chúng ta có sức khỏe nhưng mà tiền không có. À, toàn lo về tiền không à, đúng không các anh chị? Ý của Thanh An ở đây không phải là nói các anh chị không có tập thể dục. Ở đây á, nói các anh chị là vẫn tập thể dục nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào cái thời gian khác nó sẽ phù hợp hơn. À, tức là các anh chị cần phải biết lựa chọn cái khung giờ để mà mình có cái sự ưu tiên các anh chị nhé. À, mình tập thể dục buổi sáng mình không có chịu phát triển gia tăng tư duy của mình lên, cái cuối cùng mình cứ thấy mình khánh kiệt hoài. Ok không ạ? Cho nên á, các anh chị nhớ này, các anh chị sẽ không có dành cho mình những cái điều tốt đẹp được nếu như mà các anh chị không có tập trung gia tăng vào dòng tiền đâu các anh chị nha. À, các anh chị nhớ này, chúng ta sẽ không thể nào mà có thể cho mình những cái thứ tốt đẹp được nếu như các anh chị không tập trung gia tăng về dòng tiền, đúng không ạ? À, chứ như cái lúc mà bây giờ con anh chị đòi đi du học nước ngoài đi, à, bây giờ các anh chị lấy sức khỏe của mình để đổi thành tiền hả các anh chị? Đổi thành tiền cho con đi học hả? Hay sao? À, con yên tâm đi, à, bố mẹ có sức khỏe cường tráng, bố mẹ sẽ cày bừa cho con đi học ở đại học Harvard. Con học xong á, chắc là về bố mẹ chịu không nổi luôn. Đấy, học ở đó đâu có ít tiền đâu các anh chị. Học rồi chi phí, học rồi sinh hoạt nữa các anh chị. À, con yên tâm, con học cho giỏi đi, bố mẹ cày. À, cày để mà kiếm tiền cho con đi học. Đấy, à, đủ để nuôi con ăn học bên nước ngoài. Đấy, dạ xong con về thấy bộ xương khô của anh chị, ốm tăm ốm teo. Đấy. À, giai đoạn còn trẻ xong mình không dành thời gian để gia tăng cái kiến thức, à, làm kinh doanh, à, gia tăng dòng tiền đi các anh chị. À, ví dụ bây giờ tháng mà các anh chị kiếm vài trăm triệu hoặc vài tỷ đi, à, thì con anh chị học bao nhiêu cái đại học cũng được các anh chị, đúng không ạ? Học ở bên Mỹ, à, học ở bên Úc, học ở bên nào cũng được. Tại vì sao? Tại vì các anh chị có tiền mà. À, và khi mà các anh chị đi, con các anh chị đi học như vậy mình đâu có cần phải suy nghĩ là gì ạ? Ừ con ơi tháng này không có nhiều tiền, à, con cố gắng ăn xài tiết kiệm hết nha. Hoặc là sao ạ? Hoặc là khi mà con anh chị muốn ăn một cái món đồ nào đó anh chị không có mua được, à, rồi nói với nó lý do món này không có ngon, à, món này không có được. Nhưng mà đơn giản là sao ạ? Đơn giản là do mình nhìn thấy cái giá mình giật mình quá nên thôi. Đấy, các anh chị có muốn một cái cuộc sống như thế không ạ? Hay là sao? Hay là đến khi mà các anh chị muốn mua cho mình một cái bộ đồ, một cái món đồ mà mình yêu thích, mình nhìn giá mình lắc đầu các anh chị. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta muốn dành cho mình những cái điều tốt đẹp nhất đâu ạ? À, anh chị có cảm thấy là mình xứng đáng để nhận được những cái điều tuyệt vời nhất không các anh chị? À, tất cả những cái điều tuyệt vời nhất trên cái thế giới này họ bán, họ tạo ra là để làm gì? Để phục vụ dành cho mình đó. Cho nên là sao? Cho nên là chúng ta hãy tập trung gia tăng dòng tiền đi các anh chị. Chúng ta hãy tập trung gia tăng dòng tiền các anh chị nhé. À, các anh chị sao ạ? À, cái túi xách này, cái túi xách hàng hiệu này,
đâu phải là chỉ là dành cho người giàu không đâu, dành cho mình đó, mình cũng là người giàu mà các anh chị, đúng không ạ? Mình là cái người mà đang trên đường thành công giàu có đây. Rồi những cái biệt thự mấy triệu đô, 5 triệu đô, 10 triệu đô, rồi những cái chiếc xe mấy triệu đô các anh chị, thì sao ạ? Đó, thì cũng là dành cho mình đó, là tạo ra để dành cho tất cả mọi người mà, đâu có phân biệt là anh chị ở vùng miền nào, rồi đâu có phân biệt là các anh chị ở đâu đâu, đúng không ạ? À, mà các anh chị nhớ này, những cái sản phẩm dịch vụ đó, miễn là các anh chị có tài chính thì các anh chị là khách hàng của họ thôi. Đấy, đúng không ạ? Đấy, đâu có phân biệt tuổi tác đâu, đâu có phân biệt vùng miền đâu các anh chị. Kết quả tương xứng, cái kết quả tương xứng với những cái gì mà các anh chị tập trung vào các anh chị ha. À, và khi mà các anh chị làm cái điều gì mà các anh chị không có cái sự tập trung, không có cái sự quyết tâm, các anh chị làm một cách cái hững hờ, các anh chị làm nhưng mà không có cái sự quan tâm á, thì cái kết quả của mình nó không có đâu các anh chị, đúng không ạ? Ok không anh chị ơi? Và cái bước số 4 á các anh chị, bước số 4 đó là gì? Đó là mình sẽ nuôi dưỡng lòng biết ơn các anh chị nhé. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng lòng biết ơn xuyên suốt cả một ngày. Để làm gì? Để những cái điều mà chúng ta phát ra thì nó sẽ chạy tới với các anh chị nhanh hơn, đúng không ạ? Ừ. Nuôi dưỡng lòng biết ơn các anh chị ha. Đó là gì? Đó là chúng ta hãy viết ít nhất 10 điều biết ơn vào buổi sáng các anh chị. Chúng ta phải luôn luôn tập trung duy trì bản thân mình ở trong cái tần số đón nhận các anh chị nhé. Duy trì bản thân mình trong cái tần số đón nhận, đúng không ạ? Và để cho mình luôn luôn ở trong cái tần số đón nhận thì sao? Thì chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết. Làm sao để mà chúng ta có thể là nhìn thấy được cái bản chất của mọi sự việc thì sao? Thì các anh chị sẽ không có bị những cái ngoại cảnh nó chi phối, không có bị những cái điều bên ngoài nó chi phối và làm cho làm cho cái cảm xúc của các anh chị bị lên xuống, đúng không ạ? Cái điều mà các anh chị làm cho cái cảm xúc của các anh chị lên xuống thì nó đến từ cái thói quen các anh chị nhé. Nó đến từ cái thói quen, và cái việc đầu tiên đó là gì? Đó là các anh chị chọn cái sự tiêu cực trước. Anh chị không cần biết là sao ạ? Không cần biết là cái điều gì nó đang xảy ra tới với mình. Nhưng mà các anh chị luôn luôn có một cái thái độ, đó là gì? Lựa chọn cái sự không tích cực trước. Không cần nói, không cần phân tích, không cần giải bày, các anh chị chọn luôn cái sự không tích cực các anh chị nha. Nhưng mà nếu như mà các anh chị có cái sự hiểu biết á, thì các anh chị sẽ sao ạ? Các anh chị sẽ có cái sự phân tích, các anh chị sẽ lựa chọn cho mình cái thái độ như thế nào. Các anh chị sẽ thay đổi cái thái độ của mình là thành cái gì? Thành cái lòng biết ơn, thành cái sự chịu trách nhiệm, thành tình yêu thương, và mình ra quyết định lại các anh chị. Mình ra quyết định lại các anh chị ha. Và cái việc mà các anh chị có thể là kiểm soát được cái cảm xúc của mình hay không thì nó đến từ cái trí tuệ của mình các anh chị nhé, đúng không ạ? Cho nên là anh chị thấy là cái việc mà chúng ta có trí tuệ nó có nhiều cái lợi không các anh chị? Cái việc mà chúng ta gia tăng trí tuệ của mình, chúng ta gia tăng học về tư duy, học về kiến thức, chúng ta học Zoom, chúng ta học livestream, chúng ta gia tăng cái sự hiểu biết của mình lên, nó có tuyệt vời không ạ? Nó có nhiều giá trị không ạ? Có lợi hay rất là có lợi các anh chị, rất là có lợi, và có lợi nhiều mặt nữa các anh chị ha, đúng không ạ? Đấy, và đó cũng là cái lý do mà Thanh An hay nói với các anh chị, đó là gì? Đó là cho phép bản thân mình vào trong nhóm rèn luyện đi các anh chị. Chúng ta cho phép bản thân mình để mà vào nhóm rèn luyện các anh chị ha. Chúng ta cho phép là để mà mình học về những cái thói quen, những cái tư duy, những cái thái độ để mà chúng ta về tiền. Các anh chị muốn kinh doanh, chung các anh chị muốn gia tăng dòng tiền thì các anh chị phải hiểu về kinh doanh. Chúng ta phải hiểu về marketing. Nếu như mà bên trong tâm trí của mình không có những cái điều này, sao bên ngoài của mình có được các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta không có biết cách đàm phán, chúng ta không có biết cách xây dựng thương hiệu. Nhưng mà khi mà các anh chị vào nhóm rèn luyện, các anh chị sẽ có những cái quy trình để các anh chị hướng dẫn. Chúng ta sẽ được có được cái sự phát triển, gia tăng tư duy bằng cái cách là chúng ta được học về cái khám phá bí mật sự giàu có các anh chị nhé, đúng không ạ? Và khi mà các anh chị gia tăng được cái tư duy, các anh chị có được những cái sự hiểu biết đúng đắn về công việc, về tiền, về những cái mối quan hệ thì sao ạ? Thì những cái điều đó nó sẽ giúp cho các anh chị tạo nên cái sự thành công các anh chị ha, đúng không ạ?
Rồi, cho nên là chúng ta hãy cho phép bản thân mình tham gia vào nhóm rèn luyện cùng với câu lạc bộ. Vì khi mà chúng ta ở trong nhóm rèn luyện, chúng ta sẽ có một môi trường cùng nhau rèn giũa mỗi ngày các anh chị ha, đúng không ạ? Rồi, và bây giờ thì Thanh An cũng sẽ nhắc lại những cái thói quen hàng ngày của chúng ta ha. Có bốn cái thói quen hàng ngày các anh chị. Thói quen buổi sáng, có bốn cái thói quen buổi sáng mà chúng ta cần phải làm vào đầu ngày các anh chị ha. Thứ nhất đó là gì? Đó là khi mà các anh chị vừa mới thức dậy thì các anh chị hãy ôm bản thân mình, chúng ta hãy tuyên bố những cái mục tiêu của mình, được không ạ? Tuyên bố những cái điều mà mình mong muốn, tuyên bố ngày hôm nay như thế nào, được không các anh chị? Đó là cái bước thứ nhất ha. Cái bước số 2 đó là gì? Đó là khi mà các anh chị bước chân xuống giường, các anh chị chạm đôi bàn chân của mình xuống giường thì sao ạ? Thì các anh chị hãy nói lời cảm ơn đôi chân. Và nói và đi tới đâu thì chúng ta hãy nói cảm ơn tới đó các anh chị, được không ạ? Đi tới đâu thì chúng ta hãy nói những lời cảm ơn tới đó các anh chị nhé. Cái thứ ba đó là gì? Đó là chúng ta sẽ vào dung sáng các anh chị. Khi mà chúng ta vào dung sáng thì chúng ta sẽ được là học cái quy trình, chúng ta sẽ làm được cái quy trình đầu ngày để thu hút năng lượng của vũ trụ. Đúng không ạ? Và thứ hai là chúng ta sẽ được nghe những cái sự chia sẻ từ chủ tịch của chúng ta. Chúng ta viết, chúng ta ghi chép lại, rồi chúng ta ứng dụng. Và chúng ta hãy nghiêm túc với cuộc đời của mình, nghiêm túc với mục tiêu của mình các anh chị nha. Chứ bây giờ các anh chị vừa tập thể dục, các anh chị vừa nghe, vừa học, không có vô được đâu các anh chị. Nó không ra kết quả các anh chị ha. Được không ạ? Và cái thói quen thứ tư đó là gì? Đó là chúng ta hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn vào đầu ngày các anh chị ha. Nuôi dưỡng lòng biết ơn, được không ạ? Nuôi dưỡng lòng biết ơn của chúng ta. Và nó là cái quy trình vào buổi sáng sớm các anh chị ha. Và các anh chị nhớ nè, chúng ta còn một cái quy trình nữa, đó là quy trình buổi tối ha. Quy trình buổi tối, quy trình đặt hàng vũ trụ và dung 22 giờ đêm cùng với câu lạc bộ. Thì khi mà các anh chị kết hợp những cái quy trình này lại với nhau á, thì cái kết quả của các anh chị nó sẽ về nhanh hơn và đạt được cái mục tiêu của mình nhanh hơn các anh chị nhé. Và trong những cái quy trình của câu lạc bộ thì đều có những cái bước để mà giúp cho các anh chị rèn luyện cái thói quen thành công của người thành công các anh chị ha. Cho nên là sao? Cho nên là mình hãy tham gia vào đầy đủ những cái buổi dung của câu lạc bộ các anh chị nhé. Và đặc biệt những anh chị nào mà chúng ta muốn gia tăng dòng tiền, phát triển về kinh doanh, thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ có những cái buổi dung vô cùng là đặc biệt trong những chương trình của nhóm rèn luyện, trong chương trình của nhóm doanh nhân cùng với câu lạc bộ các anh chị ha. Làm sao để các anh chị có thể là xây dựng được một cái nền tảng công việc kinh doanh trên internet từng bước như thế nào, và thực chiến luôn các anh chị nhé, thực chiến để mà các anh chị làm sao ạ? Các anh chị ứng dụng ngay, và các anh chị sẽ làm và các anh chị sẽ đồng hành mỗi ngày cùng với câu lạc bộ các anh chị ha. Đấy, được không ạ? Rồi, ok các anh chị ha. Và đó cũng chính là cái phần mà Thanh An muốn chia sẻ với các anh chị trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Và các anh chị nhớ ứng dụng cái quy trình buổi sáng vô cùng là tuyệt vời của mình các anh chị nha. Các anh chị hãy ghi ra bốn cái bước, cũng như là chúng ta sẽ ghi ra những cái câu tuyên bố để làm gì, để mà mình thực hiện ngay trong buổi sáng ngày mai các anh chị ha, khi mà mình vừa thức giấc. Và một cái khung giờ mà chúng ta nên thức dậy tốt nhất đó là từ 3 đến 5 giờ sáng, để mà chúng ta gửi những cái mong muốn, gửi những cái mục tiêu của mình lên vũ trụ, và vũ trụ hồi đáp cho chúng ta một cách nhanh nhất các anh chị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Hẹn gặp các anh chị trong những buổi livestream tiếp theo. Và ở đây, những anh chị nào mà chúng ta mong muốn có một cái môi trường cùng nhau học tập, cùng nhau đồng hành, cùng nhau phát triển và nhận được thêm nhiều bí kíp, cũng như là nhận được những cái quyển sách của người thành công, thì các anh chị ấn vào cái đường link bio bên dưới ảnh avatar trang cá nhân của Thanh An, tham gia vào nhóm, và Thanh An sẽ là người đồng hành hướng dẫn hỗ trợ các anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi livestream tiếp theo nha.